Ra khỏi đây. Hai ơi, lại đây. Hai con cầm hết rớt con nhìn nữa, nhìn con rớt con với con nhìn đọt nữa. Nước cái nhất thấy không? Đỏ đỏ đó. Hay quá. Một viên phía sọt anh em ơi. Trời ơi, mình biết gì chút ác vậy má. Biết con các bạn ơi. Anh Hải nhanh quá. Rồi yeah. Một viên một à. Làm chưa kịp gì nhỏ chưa bay mình chưa thấy luôn. Mà anh đã làm trước rồi. Anh kìa. Mở lắm. Rớt rồi đó. Rớt cái tàu dừa đó. Rớt. Hay quá Phương ơi. Nãy giờ hay cắt. Rớt đi. Người canh hết trời. Hay quá. Còn đỏ mình trắng một bạn. Còn đỏ này cũng hơi ngứa. Đi xin để anh đi cũng tốt nè em anh ơi. Anh Hải ơi, đi xin để em cũng tốt nè anh Hải ơi. Yeah. Bắn cò là mình nghệ thật nhưng mà lâm chim là cái cực các bạn ơi. Câu nói nguyên thoại của mình. Con cò cứ ly bắn góc xéo 45 lên, mình bắn góc 90 nha các bạn. Cũng khoảng 20-25 mét rồi đó. Nằm trên đọt bần mình đứng đây mình đẩy một cái bóc. 17. Được chưa? Bay ra ngoài đâu rồi hả? Nổi lúc rồi hả?
vậy? Cái vậy? Nè. Không thấy. Cái đâu? Ờ cái lỗi, xong rồi các bạn ơi. Lỗi kìa. Rồi dính rồi các bạn ơi. Đầu đỏ quá. Đi bắn vào chiều mà nãy giờ ôm bi quá trời các bạn ơi. Sống một con vạc, hai con mình đẹp. Dưới con cò gãy giò, giờ này con cò là mình ăn được. Đội lên trên đây nè, đi với con mát nó ngứa. Tao đâu có thấy đâu, tao thấy nó lội không đó không à. Tao tưởng nó bay lên đây. Lớn lộn ngược lên mệt nó lắm rồi nè. Lâu lâu có mấy pha làm cái clip ngắn, bắn không có nhiều. Tại vì đi mình đi chiều 4 giờ mình nghĩ là mình đi giải trí giảm chết một xíu. Bắn một con hai con về là anh em làm cốc ách cốc cách nhẹ nhẹ chơi cho nó vui ha. Rồi giờ mình lên con cò này. Con cò này bự bằng vạc nãy không? Đây. Cò này bự bằng vạc nãy không? Không. Vạc bự hơn cò như sao? Tao thấy nó, tao thấy nó dưới kia lên nó bắn bự lắm mà ta. Bắn này cái bóc nghe không? Trời ơi trời, lội xong mà anh mang dép luôn đó. Lại anh luôn trời. Thánh luôn rồi. Mày biết sao mà dép không? Mày biết. Là một sở trường các bạn, các bạn đi lên chim nhiều khi đập gai đập cái chuyện nguy hiểm, nó mang dép nhưng mà không có mang nhớ nha các bạn. Rồi thôi anh buộc đi cái cánh phải không, quá đẹp, pha cứ đi xa không tự mình. Rồi thôi mình bắt cam để lên đoạn kia chút xíu rồi số của tội. Yeah. Chó luôn. Dạ bự này các bạn. Nãy thôi đáng lẽ là lụm được con, hai con đó mà nó bi. Rồi thôi mình tắt cái video đây nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.